Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho biết gói trừng phạt thứ 9 của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào Moscow sẽ chỉ làm gia tăng các rắc rối về kinh tế xã hội mà liên minh này đang phải đối mặt. Bình luận được đưa ra sau khi EU ngày 16 tháng 12 công bố gói trừng phạt thứ 9 của liên minh nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo gói trừng phạt mới, EU hạn chế xuất khẩu động cơ máy bay không người lái UAV sang Nga hoặc các nước định cung cấp vũ khí cho Moscow. Thêm gần 200 cá nhân và tổ chức bị EU liệt vào danh sách đen, bị phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực. 4 mạng lưới truyền hình Nga bị cấm phát sóng trong khối. Giới chức EU cảnh báo liên minh ngày càng không còn cách để gây tổn hại cho kinh tế của Nga, trong khi Tổng thống Putin trước đó một ngày tuyên bố Nga sẽ tăng cường hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó có tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc để đối phó lệnh trừng phạt từ phương Tây. Thâm hụt ngân sách của Đức sẽ tăng lên mức 3,25% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm 2023, cao hơn so với mức dự báo 2% được đưa ra trước đó và cao hơn mức 2,5% dự báo trong năm 2022. Thông báo mới của Bộ Tài chính Đức cho hay một trong những nguyên nhân khiến thâm hụt ngân sách gia tăng là do nước này chi tiêu quá nhiều để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Nền kinh tế Đức đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine với chi phí năng lượng leo thang, đẩy ngành công nghiệp rơi vào tình cảnh khốn đốn và sức mua của người tiêu dùng giảm chưa từng có. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Đức, việc bình thường hóa tài chính công sẽ đạt được vào năm 2024. Trước đó, chính phủ Đức đã công bố gói hỗ trợ trị giá 200 tỷ euro để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, trong đó có việc giảm giá khí đốt cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Quốc hội Peru ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương thông báo không thông qua đề xuất sửa hiến pháp, đồng nghĩa nước này sẽ không thể tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm 2023. Tổng tuyển cử sớm để bầu tổng thống và quốc hội mới đang là hướng đi được kỳ vọng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này. Tân Tổng thống Dina Boluarte trước đó cũng kêu gọi quốc hội chọn phương án tốt nhất để rút ngắn thời hạn và đạt cải cách cần thiết cho tổng tuyển cử, nhấn mạnh hai nhánh hành pháp và lập pháp tại Peru cần hợp tác để giải quyết khủng hoảng. Peru rơi vào khủng hoảng chính trị hôm 7 tháng 12 sau khi cựu tổng thống Pedro Castillo bị quốc hội phế truất. Ông trước đó tuyên bố giải tán quốc hội để ngăn bị luận tội vì cáo buộc tham nhũng. Làn sóng biểu tình ủng hộ ông Castillo đã bùng phát và leo thang bạo lực trong tuần qua, ước tính khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 340 người bị thương. Giới chức Peru ngày 14 tháng 12 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát duy trì trật tự tại quốc gia này. Thưa quý vị, lãnh đạo các nước Hungary, Romania, Georgia và Azerbaijan ngày 17 tháng 12 đã ký thỏa thuận về việc thiết lập một hệ thống cáp điện dưới biển. Thỏa thuận góp phần giúp Liên minh châu Âu-EU có thêm nguồn cung năng lượng trong bối cảnh châu lục này đang chật vật trước những tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyến cáp ngầm dài gần 1.200 km đi qua Biển Đen sẽ giúp mua điện từ Azerbaijan. Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ đầu năm 2023, kết nối Azerbaijan và Hungary thông qua Romania và Georgia, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 năm. Giới chức châu Âu mô tả dự án là quan trọng và tham vọng, đồng thời mang đến cho Georgia cơ hội để trở thành một cửa ngõ năng lượng của khu vực. Dự án cũng cho phép vận chuyển điện đến các nước láng giềng như Moldova, Ukraine, hỗ trợ cho việc hiện đại hóa mạng lưới năng lượng sau này. Thưa quý vị, lần đầu tiên băng giá xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang của Lào Cai kể từ đầu mùa đông. Sáng ngày hôm qua, băng giá xuất hiện tại Phan Xipang khi nhiệt độ xuống âm 1 đến âm 2 độ C. Dự báo hiện tượng này còn diễn ra trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến ngày 21 tháng 12, Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai cũng có thể xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối. Vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 cho đến 11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Thưa quý vị, đến chiều tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản khống chế, dập tắt được đám cháy rừng trên xã đảo Vĩnh Thực. Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày tại khu vực lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 357. Khoảng 60 người đã tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, thời tiết hanh khô, gió lớn đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khoảnh rừng khác và rất khó để dập tắt. Phải mất khoảng 8 giờ đồng hồ, các lực lượng mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy. Ước tính có khoảng 6 hecta rừng bị thiệt hại, nhiều hecta đồi cây bụi khác cũng bị thiêu trụi.
là một trong những quốc gia đi đầu khu vực mở cửa du lịch trở lại, cũng là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại một số trang web du lịch. Thế nhưng Việt Nam lại đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau đại dịch Covid-19. Việt Nam chưa đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2022. Trong khi đó, nước láng giềng Thái Lan đã đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế. Các nước Indonesia, Singapore cũng vượt chỉ tiêu và bỏ xa Việt Nam. Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch TAP, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chính sách visa thị thực của Việt Nam. Thái Lan miễn thị thực đối với công dân của 65 quốc gia, thời gian miễn kéo dài từ 30 cho đến 45 ngày và trong một số trường hợp là 90 ngày. So với Thái Lan, Việt Nam không đưa ra bất kỳ chính sách nới lỏng nào về yêu cầu đi lại. Ngược lại, các thủ tục còn khó khăn hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 101 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu gần 44 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu gần 58 tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất và là địa phương đầu tiên của cả nước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 tỷ đô la Mỹ. Ước tính hết tháng 12 này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh cả năm đạt khoảng 140 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với năm trước. Xếp sau thành phố Hồ Chí Minh là Bắc Ninh đạt trên 78 tỷ đô la Mỹ, Bình Dương xếp thứ 3 với hơn 54 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung cho rằng có vụ cướp xe chở tiền xảy ra tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã cho biết thông tin này là không chính xác. Theo nội dung bài đăng, ngày hôm qua, một thanh niên điều khiển ô tô Mazda có hành vi chặn đầu xe ô tô chở tiền của một ngân hàng. Sau đó, thanh niên này rút súng để đe dọa những người trên xe, song người này đã bị khống chế ngay tại hiện trường. Công an quận Ba Đình cho biết đây không phải là vụ cướp xe chở tiền của ngân hàng mà chỉ là va chạm giao thông. Do bức xúc nên tài xế xe Mazda đã có hành động thiếu kiềm chế. Về khẩu súng mà người thanh niên dùng để thị uy, công an quận Ba Đình đang xác minh và lấy lời khai của tài xế.